Báo quân sư, thám tử mật báo,
nước Sở thờ ơ với đặc sứ nước Hàn, ba lần vẫn chưa gặp được Sở Dương. Đáng lẽ nước Triệu muốn phái 5.000 quân cứu Hàn, nhưng mà thượng đại phu chủ trương không được manh động. Điều kiện ông ấy đưa ra là chỉ có thể đồng thời cùng nước Tề phát binh, khiến cho Triệu hầu thay đổi chủ ý, quỷ lệnh phát binh cứu Hàn. Nói như vậy đặc sứ nước Triệu cũng đã tới Lâm Tri. Dạ phải, Triệu hầu một mặt đồng ý xuất binh, một mặt phái đặc sứ đi thương thảo với nước Tề. Nước Triệu ý muốn làm rõ rốt cuộc nước Tề có cứu nước Hàn hay không. Dạ phải. Tề Dương không trả lời, chỉ là căn dặn đặc sứ ở lại dịch quán mà đợi. Xem ra Tề Dương vẫn chưa có quyết định. Dạ phải. Thượng tướng quân sai tại hạ bẩm báo quân sư, Tề Dương đang thương nghị với thừa tướng và thượng tướng quân. Được, có tin gì đến báo tiếp. Dạ. Đặc sứ cầu viện có hồi âm chưa? Vẫn chưa. Quân ta giữ được thành thì viện binh mới tới. Đã chém giết suốt mấy ngày, theo thừa tướng thì rốt cuộc có giữ được không? Binh khí quân Ngụy tân tiến, sở trường chiến tranh lâu dài, quân ta khó mà thắng được. Cố thủ đợi quân chi viện đánh thêm một trận nữa. Phải phái thêm đặc sứ đi cầu viện. Thần đã phái rất nhiều đặc sứ đi rồi, có lẽ nước Tề sẽ không thấy chết mà không cứu. Thừa tướng, đã hơn 3 tháng qua nước Tề không phái cứu binh, cố tình hại chúng ta, nhiễu loạn quân tâm, làm theo quân pháp. Dạ. Nhìn kìa, là tính quả. Là tính quả của diện quân. Truyền lệnh ba quân, 25 vạn diện quân của ba nước 5 ngày sau sẽ tới cứu Hàn. Quân sư, cuộc chiến Tân Trịnh, nước Hàn sắp cầm cự không nổi rồi. Quân sư à, đã hơn 3 tháng rồi, cũng nên phát binh cứu Hàn thôi. Không, đợi thêm ít nhất là 1 tháng. Tân Trịnh bị thất thủ thật là quá muộn. Ê, thượng tướng quân đừng xem thường biến pháp của thần bất bại. Quân lực nước Hàn kiên thủ nửa năm cũng không thành vấn đề. Nửa năm? Nước cờ này kéo dài nguy hiểm quá. Không cho Tân Dư nước Hàn biết tay thì nước Hàn sẽ trở thành tiểu bá. Quân sư, nghe nghĩ có khi nào nước Tần lén tới nước Ngụy thu phục Hà Tây không? Không đâu. Ngụy Tần có quyết hải thâm thù, tôi không tin là nước Tần có thể nhịn được. Nước Tần biến pháp đến nay định lực rất sâu, thiên hạ hiếm thấy. Chỉ có một việc, hai nước Hàn Tần đều đang huấn luyện tân quân, nước Hàn thì kinh thiên động địa, nước Tần thì âm thầm lặng lẽ. Nếu Tề Tần sát bên nhau, xương sống của ông không thấy ớn lạnh hay sao? Nhưng lão tiểu tử Bàn Quyên cứng nhất, chỉ chăm chăm vào cuộc chiến ba nước cắn xé nhau. Nếu Bàn Quyên không nhìn thấy được cục diện này thì không còn là Bàn Quyên nữa. Đó là bởi vì Ngụy Dương bất tài,
dù sao cũng đều là quân thần nước Ngụy. Nước không có minh chủ, tất phải suy yếu. Lần này nên đánh bại Bàn Quyên, nước Ngụy coi như xong. Có điều cuộc chiến cứu hàng phải mưu hoạch thỏa đáng, bởi vì dù sao Bàn Quyên cũng là tướng tài. Được, tiên sinh chỉ việc mưu hoạch, tôi chuẩn bị cuộc chiến. Được. Báo! Bẩm báo thượng tướng quân, quân sư, Giang Ức đặc sứ nước Sở đã đến Lâm Tri. Quân sư, nước Sở cũng không ngồi yên rồi. Sở sứ vừa đến là đại thế vòng ngoài đã thành rồi. Mời. Được. Tướng sĩ, chỉ có liều mạng cố thủ mới có thể bảo vệ được nước Hàn. Giết tôi ta! Công thành. Đây.